rồi, về chuẩn bị. Sáng mai gốc cây gạo nha. Nhớ ba không? Không được trễ giờ, không được mang theo quá nhiều đồ, và không được đi quá một ngày. Quyết tâm. Mình sẽ mang theo ruộng lúa ra rừng lớn. Tới chân núi Thiên Sơn á là sẽ có đường lên chùa Phật Quang. Hành trình phía trước nhiều thử thách. Mấy đứa nhỏ này là đám con nít bên làng Phan Thị đúng không? Con sẽ gặp người tốt lẫn kẻ xấu. Bắt thằng tí lại cho ta. Và những người bạn sẽ bảo vệ cho con. Mình đi xa vậy mẹ dần đánh đòn dần chết. Dần! Yeah.